más mala opción. Mềm nhỉ? Ôi kìa, xốp quá là xốp quá.
thì đây thì phí lắm, mình lấy kéo mình cắt ra đi. Cảm ơn em đi lấy kéo. Ngon quá. Trong lúc chờ thì ra mình ăn thêm một miếng vậy. Kẹo ngon quá. Thì ra nhanh lên nhá. Thì ra lấy luôn đĩa đi. Của em cũng thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây. Đây em định lấy một miếng nữa. Em chẳng biết cái này nướng lên thì như thế nào nào. Ủa chị ơi nhìn trong này. Nhìn này chị ơi. À cái này mình làm slime ăn được nhiều màu. Có hay. Nó chỉ phải hai tay thôi. Kệ chị đang ăn mà. Cho chấm bún ăn. Chấm bún sẽ không cắn mình nữa. Đấy. Cho bạn gấu này ăn nữa. Ta ra. Chả có gấu nên gấu ăn lúc nào cũng được. Quá. Ôi nhìn này. Chắc gì hơn nhỉ. Chị đang nhắc đến trò đấy chị phải nhớ đấy. Khi nào hai chị mình chơi. Đây. Mình to hơn chắc gì hơn nhỉ. Chắc gì hơn nhỉ. Mà còn 5 miếng hai chị em mình ở từ xíu thêm ai thua thì sẽ phải nhét kẹo vào bụng. Và nói chắc gì hơn nhỉ. Trước khi ăn em đánh nhau với chị. Nào, nào, nào.